cái danh sách người lính già không? À, con vô trong người lính già coi. Con coi à, con kiểm soát giùm cho chú đi, cảm ơn. Hồi đó cả nước cái nước bị tịch thu rồi là sao? Mến chào anh Trọng Nhân. Ô, mến chào anh Trọng Nhân, hay quá, có anh Trọng Nhân đây nữa. Chương trình này cũng mời anh Trọng Nhân chia sẻ nha. Đây cũng mời anh Trọng Nhân để góp ý trong cái chương trình này, để cho các mời để cho các bạn ở bên kia cùng nghe và cùng chia sẻ, nếu nếu ai muốn thì mình di chuyển âm thanh. Hình như tôi thấy có, tại vì nó có một cái. Mến chào anh Nguyễn Trung. Mến chào anh Nguyễn Trung mới đến, mới mới vào ở trong trong cái cuộc gọi. Chào hết tất cả quý anh chị ở trong diễn đàn nha, và mời mến chào anh Nguyễn Trung ở bên Facebook. Một lần nữa tôi xin có một cái đề tài hôm nay, nhân đọc báo thì có một cái đề tài tôi nghĩ rằng có một cái. Con thấy người lính già nào mà có cái đích người lính già, con thấy đường đường lai đó mà hình cái hình có người hình người lính đó, con hỏi hình gì làm sao mà chú hai biết được. Bây giờ chú hai đang ở đây rồi, bây giờ không, một người chứ hai người đâu. Một người thôi. Có một đề tài này, không biết quý vị anh chị em mà theo dõi thì có thấy một cái nguồn tin không? Vô được không? La la lan phải để quý vị chờ. Xin hỏi anh Nguyễn Trung bên đó anh có nghe rõ không anh? Anh Nguyễn Trung, nếu anh nghe cái mến chào anh chị Nguyễn Hy Vọng và Tâm Hồn. Xin anh chị Nguyễn Hy Vọng và Tâm Hồn cho biết là anh chị có nghe âm thanh rõ không mà, để tôi tiếp tục chứ không thôi tôi nói chuyện mà quý vị không nghe được thì thấy nó buồn. Không biết quý vị anh chị Nguyễn Trung nè, anh chị Nguyễn Hy Vọng và Tâm Hồn mới mới vào vào ở trong bên Facebook đó. Ủa, okay, bây giờ xin thưa cùng quý vị có một cái vấn đề. Bây giờ tôi lại bị cái này nữa rồi, nó bị trục trặc rồi, không có nói chuyện gì được hết. Hở một chút xíu là mới đây là bị trở. Alo, xin alo 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alo. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Xin hỏi anh Nguyễn Trung. Ở bên bên này thì nghe mà không biết bên kia có nghe không. Sao mà anh mến chào hết tất cả quý anh chị nha. Chào anh nhà báo Nguyễn Khắc Toàn. Xin hỏi các bạn ở bên Facebook thấy có anh chị Nguyễn Trung hay là Nguyễn Hy Vọng và Tâm Hồn đó. Anh chị bên Facebook có nghe cho tôi biết cái tình trạng âm thanh có nghe rõ không? Hôm nay thì tôi muốn có một cái đề tài mà tôi muốn chia sẻ cùng các quý anh chị. Thứ nhất là xin chào anh Thọ Phạm. Thôi bây giờ tôi không có chào nữa. Và chúng ta cứ tôi cứ chia sẻ rồi anh chị em, nếu mà anh chị em ở bên Facebook này có mà viết cái gì đó thì cứ 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 viết lên trên giùm nha. Bây giờ tôi không ngó bên này nữa mà tôi phải ngó bên kia mới được, chứ không thôi còn mắt tôi ngó rồi nó lung tung hết, không có gì.
Bây giờ tôi xin chia sẻ cùng quý vị. Không biết quý vị mấy bữa nay quý vị có nghe cái tin tức mà xin mến chào tất cả quý anh chị. Trước khi mà mở về cái đề tài để nói chuyện thì xin hỏi các anh chị có theo dõi phần tin tức mà ở Đài Loan vừa trục xuất, không phải trục xuất, cảnh sát ở Đài Loan vừa bắt ở Đài Loan 12 người cô gái mà làm việc ở trong một cái gì đó, cái bằng đấm bóp đó, những cái nhà đấm bóp đó, rồi những nhà đấm bóp thì vừa bị bắt, nhưng mà trong những nhà đấm bóp đây là những cái kiểu mà do cái mà mại dâm mà trá hình. Không biết quý anh chị có coi cái nguồn tin đó không, quý anh chị có đọc cái nguồn tin đó không, vì cái nguồn tin đó đã có được là ở trên Facebook và tới ngày hôm nay là cũng hình như là cũng một tuần lễ rồi thì phải, theo tôi nghĩ là chắc có một tuần lễ rồi cái nguồn tin đó đã được đưa lên ở trên Facebook. Tuy nhiên cái Facebook đó, thì hôm qua tôi có viết lên vài câu là tôi có nói rằng các anh chị trước khi mà có nhiều người trách cứ những người đàn bà này làm xấu mặt những người Việt Nam, những người phụ nữ Việt Nam vân vân và vân vân, thì tôi có viết lên rằng trước khi trách cứ thì phải tìm hiểu cái nguyên nhân, cái vì sao vậy. Thưa quý anh chị, đã là con người khi sinh ra, thứ nhất là thân phận một người phụ nữ, không ai muốn là mình là một cái người kẻ, nói xin lỗi, nói một cái chữ đơn giản là bán trôn nuôi miệng. Và cái nghề bán trôn nuôi miệng đó thì nó đã có từ không biết là chắc có lẽ từ khi tạo thiên lập địa đã có cái nghề đó rồi, hay là sao mình không hiểu. Nhưng mà ngày hôm nay trong cái thế kỷ này, chúng ta lại nghe những cái đất nước mà những cái có những mà người lãnh đạo của những đất nước đó họ đi ra ngoài, họ cứ tự khoe khoang và nói rằng là bây giờ đất nước đã tiến triển, đồ giàu có, đồ này nọ, nhưng mà lại xảy ra những cái tình trạng là những người con trai có, con gái có, con trai thì đi làm những cái vấn đề mà cu li ở nước ngoài, và đàn bà thì phần đại đa số thì bị lọt vào cái con đường mà bán thân nuôi miệng. Bây giờ tại sao lại có tình trạng đó thưa quý vị? Tôi đã viết ở trên Facebook, tôi nói xin quý vị phải nhận thức cho nó rõ ràng tình trạng này là do ở đâu mà có. Dạ, Nam Mô Giờ Phật, xin chào anh Thông Hòa. Tình trạng này do đâu mà có? Tình trạng này do đâu mà có? Trước, bây giờ quay ngược về quá khứ một chút xíu đi. Trước năm 1975, trước khi cái đảng Cộng sản mà nó thống trị toàn cõi miền Nam Việt Nam đó, và miền Bắc đó, toàn cõi đất nước đó, quý vị có thấy bao giờ mà có những người mà con người đàn bà Việt ở miền Nam mà đi mà khắp thế giới, đại đa số hay là lấy chồng ngoại quốc đại đa số, rồi trong đó có vấn đề mà bán dâm không? Mà ngày hôm nay ở đất nước lại xảy ra những cái chuyện đó, vừa ở trong đất nước những cái nạn bán dâm, và đi ra những cái người mà trẻ hay là sao đó lại đi ra ngoài cũng lọt vào cái bẫy đó. Tôi nhận thấy có những người họ không có để tìm hiểu cái căn bệnh. Dạ thưa, cái căn bệnh đó mình chúng ta phải tìm cái gốc, chứ nếu mà chúng ta cứ nhìn cái ngọn hoài thì muôn đời chúng ta cứ nói là lỗi tại cái ngọn, nhưng mà không, con sâu từ trong gốc đó, nó đi ra. Không biết quý vị có đồng ý với tôi không? Cái căn bệnh ung thư này nó do từ trong 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 cái nguồn cội đó quý vị.
cái con vi trùng Đảng Cộng sản Việt Nam đó, nó là cái con vi trùng, nó đã là tàn phá đất nước, bởi giờ nó tàn phá luôn cả cái tập tục và luôn cả cái đạo đức của con người. Vì thế cho nên chúng ta phải bắt đầu tự hỏi coi tại làm sao lại có những cái tình trạng mà người ta phải bỏ xứ ra đi. Đi ra đi không phải là làm việc gì, mà ra đi để mà làm những cái việc mà cái bằng đóng ngoặc mở ngoặc, bán thân để nuôi miệng mình và nuôi đảng nữa. Đây là kế hoạch, phải nói rõ là đây là cái kế hoạch. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, xin chào anh Tâm Mẫn. Đây là cái kế hoạch mà Đảng Cộng sản đã đề ra. Quý vị có thấy không? Ở trong đất nước ngày hôm nay, những người đàn ông, thứ nhất nhiều, đại đa số từ miền Trung cho tới miền Nam á, đi đi để bán cái thận của mình, bán cái cơ thể của mình. Còn một mớ mà mạnh khỏe mà những cái tuổi thanh niên đó thì phải đi ra ở xứ ngoài để bán cái sức lao động mình với một cái giá rẻ rề. Tại sao vậy? Còn những người đàn bà thì khỏi nói. Quý vị thấy ở trong đất nước bây giờ những cái dịch vụ nào là mai mối cho lấy chồng đại hàn, mai mối cho lấy chồng những người chồng, rồi có những cái dịch vụ mà còn quảng cáo nữa. Cứ lấy vợ về Việt Nam đi, lấy vợ Việt Nam đi, nếu mà không bằng lòng, nếu mà không còn trinh tiết thì có thể đổi trở lại. Thưa quý vị, chúng ta đang sống ở thế kỷ thứ 21 chứ đâu phải là cái thời kỳ mà Trung cổ tệ đến nỗi như vậy. Quý vị thử coi đau lắm chứ. Thành ra quay trở lại, tại sao cái tệ nạn này có vậy thưa quý vị? Cái nguyên do nào mà có cái tệ nạn này? Người ta nói đói thì đầu gối nó cũng phải bò. Nhưng mà cái đói của người ta không phải mà đem cái thân của người ta ra mà người ta bán, nhưng mà bây giờ người ta còn cái gì nữa quý vị? Những người phụ nữ phải dùng cái vốn trời cho. Và cái bọn mà Đảng Cộng sản, đây là tôi muốn trách là cái bọn Đảng Cộng sản đây nè, tôi mới lên án cái bọn này nè. Đó, nó đi 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 đem những cái thân xác của những phụ nữ này, hay là sức lực sức lao động của những kẻ thanh niên này, đem đi bán rẻ cho hết tất cả những cái nước ở trên thế giới mà ngày hôm nay quý vị thấy. Tôi nói không, bây giờ trên thế giới không có cái chỗ nào mà thiếu về cái vấn đề mà người Việt Nam ở đâu cũng có đó. Quý vị có thấy không? Người Việt Nam ở đâu cũng có hết. Và nhưng thà rằng người Việt Nam thành danh cũng có, nhưng mà cũng làm nhiều cái mà chúng ta ngày hôm nay nhiều thấy tủi ổ. Nhưng mà cá nhân tôi á, thì tôi nhìn dưới khía cạnh khác. Tôi nhìn đây, tại sao tôi đặt câu hỏi là tại sao những người phụ nữ này phải đi và làm những cái việc đó. Dạ thưa quý vị, ở quê nhà họ làm không được thưa quý vị. Mà bây giờ quý vị nên suy nghĩ một cái này nè, làm sao mà họ đi được ra khỏi đất nước Việt Nam để đi mà làm những cái trò trá hình đó, kích dục và bán dâm đó. Quý vị nói cho tôi biết đi, không phải là họ có tiền mà đi, nhưng mà có những kẻ đầu tư, có những kẻ bỏ tiền ra để cho những người con gái này phải đi lọt vào cái con đường đó. Những kẻ đầu tư đó là ai? Ai có quyền ở trong đất nước Việt Nam hiện tại ngày hôm nay dưới chế độ đảng trị Đảng Cộng sản thối nát này đó, ai có quyền có thể làm như vậy? Quý vị cho tôi biết coi, một thương gia nào sao? Để trả lời thưa quý vị, chỉ có cán bộ cao cấp của Đảng Cộng sản nó mới làm cái trò này, và chúng nó đã cùng nhau mà liên kết với nhau để mà mua bán những cái thân xác của những người phụ nữ yếu đuối. Người trong nước người ta cũng biết chứ, họ muốn đi ra khỏi để mà làm những cái việc gì ở hải ngoại này cần phải có những cái đường dây mà bảo đảm mà an ninh cho họ, vân 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 vân, họ biết chứ bộ sao lại không không biết. Những cái điều này đó không có thể nào mà nói rằng là
là tự nhiên mà có, và có sự sắp đặt sẵn hết rồi. Từ trên xuống dưới, tất cả những cái người này, những cái con hạm này, những cái tên cán bộ tham nhũng hối lộ này, chúng đã hè nhau mà đem con dân Việt ra khắp nơi ở trên hoàng vũ này. Trai thì đi làm gọi là những cái việc mà không có đúng sức mình mà bị trả, bị hành hạ giống như súc vật. Còn gái thì thôi, khỏi nói đi, tủi hổ lắm. Chính chúng nó đó quý vị. Bởi vì xin các anh chị em ở bên Facebook qua, khi mà các anh chị em nhận được cái này đó, các anh chị em đừng có nói rằng những cô gái này làm cho tủi hổ người phụ nữ Việt Nam. Dạ không, cái đảng cộng sản nó là cái kẻ cầm đầu, mà chính nó mới là cái nguyên do nguyên cớ mà ra mới ra sự việc này. Bây giờ mình nói ở trên đời này, quý vị có nên có nghĩ rằng có người đàn bà nào mà muốn làm là làm cái nghề mà bán thân không, bán trung nuôi miệng không? Không ai muốn hết, đúng quý vị. Người người đàn bà, người phụ nữ nào cũng muốn có một cái tấm chồng, có con, có cái, có này có nọ để mà lo cho lắng gia đình giống như mọi người phụ nữ khác ở trên cái thế gian này. Mà tại sao họ phải làm vậy? Cái điểm thứ nhất, thưa quý vị, trong cái xã hội Việt Nam, cái nghèo và cái giàu nó xa cách vời vợi, nó xa cách không thể tưởng tượng được. Tôi nhớ không lầm là có một cái thằng gì mà của thằng cán bộ nào đó, không biết nó nói giữa cái nghèo với cái giàu chúng ta phải để một cái bức tường, đừng cho người nghèo vào những cái lãnh vực của người giàu, và hãy cô lập cái người nghèo nó qua một bên. Quý vị có thấy nghe thấy những cái câu đó không? Những cái câu nói tàn nhẫn mà nói trên cái sự nghèo khổ của chính dân tộc mình đó, quý vị, những cái tên cán bộ này. Và tại sao mà người dân phải nghèo? Tại sao người dân nghèo? Những người mà con mắt mở không không biết mà họ mở ở đâu tôi không biết nữa. Họ nói rằng Việt Nam bây giờ sung sướng rồi, Việt Nam bây giờ là có đầy đủ hết, xe hơi, nhà lầu, vân 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 vân, không còn cái gì đó. Nhưng mà họ không biết rằng là ở trong Việt Nam con mắt họ chỉ nhìn ở trong một cái xung quanh cái chuồng của họ thôi, mà họ không biết rằng ở trong cái xã hội Việt Nam về vấn đề mại dâm, ma túy, buôn lậu, giết người, ăn chơi cái là sa đọa không thể tưởng tượng được ở trong cái xã hội Việt Nam. Và chính những cái đó nó đã dẫn dắt và nó đưa đẩy những cái cô gái nhẹ dạ mà bị lọt vào cái bàn tay của những cái tên mà cái bằng buôn người, để đưa những cái con người, có một số thì bị bán ở trong nước, thưa quý vị, bị ở trong nước mà ở trong nước á thì lại bị chặn đầu chặn đuôi. Thành ra bây giờ có những người họ nó bày ra mỗi những phương pháp khác, nó đưa những cái cô này, những cái cháu này đi ra ở hải ngoại. Thành ra ở hải ngoại chúng ta mới thấy là những cái người này, những cái nạn nhân này, những cái nạn đây là những cái nạn nhân của Đảng Cộng sản, thưa quý vị. Nó đưa đi qua bên Nam Hàn, nó đưa đi qua bên Hoa Kỳ, nó đưa qua bên Pháp, đưa qua bên nước này nước nọ đủ thứ. Và rốt cuộc là kết quả đó, mà những cái người này đó, thưa quý vị mình nên nhớ rằng những cái người đàn bà này, những người phụ nữ này, họ làm những cái việc đó, nói là họ là bán dâm đi, nhưng mà phải đóng thuế cho cái tòa đại sứ của mấy thằng Việt Cộng nha. Mấy thằng Việt Cộng nó sống là nó nhờ cái tiền này của mấy cái người này, họ đóng đó. Họ ngồi ăn ăn sung mặc sướng, ngồi trên đồ này nọ là họ nhờ cái tiền này nè. Cái tiền mà người ta bán trôn mà để cho nuôi cho tụi nó đó, ngày hôm nay đó. Dòm thấy đó quý vị, coi coi biết bao nhiêu những cái thảm cảnh mà giờ do đó. Có những người vừa đi về, đi qua bên Đài Loan hay là bên Trung Hoa gì đó tôi không biết,
rồi cái 1-2 tháng nhảy lầu tự tử, người này tự tử, người kia tự tử, là đủ thứ. Rồi những cái cuộc mà cái bằng trời ơi, tình duyên đâu mà tình duyên, đây là sự ép buộc. Người ta vì muốn thoát nghèo, thưa quý vị, chứ không phải cái gì đó. Người ta muốn thoát nghèo, người ta muốn thoát thoát đi cái màn kềm kẹp mà người ta muốn có hai chữ tự do. Các anh chị có đồng ý không? Vì hai chữ tự do, vì muốn thoát khỏi cái nghèo, họ mới phải đi, buộc lòng họ phải đi. Với những lời hứa đi qua đó, đi làm cái gì nè, người thì hứa đi qua làm phụ bếp, phụ nhà, bán đồ, bán đạc, nhưng mà rốt cuộc là chúng nó đưa vào cái con đường phải bán dâm, khốn nạn như vậy đó. Mà không bán, không chịu làm đó, thì chúng nó đi, chúng nó sẽ đè đầu và chúng nó sẽ làm những cái trò khác để mà bắt buộc người đàn bà, người phụ nữ đó phải công nhận. Không biết quý vị có nghe tin tức cách đây 3 năm hay là 3 năm có một nhóm người phụ nữ mà có một nhóm người phụ nữ không biết bên Ả Rập Saudi thì phải, bị chủ hành hung. Rồi cái người đàn bà, mấy người phụ nữ này mới đi tới cái tòa đại sứ để khiếu nại, nói tại sao các ông không can thiệp cho chúng tôi, mà khi mỗi chúng tôi mà làm việc ở đây, chúng tôi phải đóng thuế cho các ông hàng tháng, đóng thuế hàng tháng để được bảo vệ về công lý quý vị. Mà khi họ bị vào những cái vấn đề mà chủ áp bức á, thì chả có cái công lý nào của cái thằng Việt Cộng mà nó, cái đảng hay là đảng Cộng sản Việt Nam mà nó bảo vệ. Quý vị coi, nghĩ thử coi cái điều đó coi có đúng không. Đó là cái sự mà của thằng Việt Cộng nó chen. Bây giờ quý vị thấy không, nó tham nhũng, nó lấy hết tất cả những cái tiền của những cái nước ở trên thế giới để giúp dân tộc Việt Nam xây dựng đất nước, chúng nó bỏ tiền túi vào túi riêng để xài. Dạ đúng rồi anh chị Việt Nam quê tôi. Bởi vậy hồi nãy tôi nói về vấn đề mà không phải là người phụ nữ đó ở Cà Mau hay là ở Bạc Liêu mà tự nhiên bước đi qua bên Hàn Quốc được đâu. Không phải. Phải thế cầm cho chúng nó một cái gì đó rồi mới đi ra. Đi ra được nước ngoài với những cái lời hứa mà kêu bằng trên trời dưới đất, quý vị biết mà, Cộng sản mà. Nó hứa, Cộng sản hứa thì quý vị thôi miễn bàn đi, mình không có nhắc tới những vấn đề đó. Cái thằng nói láo, cái thằng ăn cướp, thằng ăn trộm mà nó hứa thì quý vị làm sao mà lấy cái gì để mà tin tưởng nơi đó. Thì những người này phải đóng tiền, gom tiền. Có một cái số dân ở Thanh Hóa cách đây không có lâu, họ đi qua bên, hình như qua bên Đông Âu thì phải. Phải mấy người mà dân Thanh Hóa này phải cầm cái sổ gì, cái sổ gì mà của sổ 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 nhà cửa đó, sổ sở hữu mà nhà cửa đó, là phải cầm cho nó rồi nó mới cho đi. Là quý vị, họ phải mua cái chỗ, sổ đỏ, cảm ơn anh Việt Nam với tôi đó. Quý vị thấy không, đó là những cái hình thức mà Việt Cộng nó bóp chẹt người ta. Dạ anh Trọng Nhân, nó bóp chẹt người ta để mà bắt người ta làm cái này, làm cái nọ, đủ thứ. Và rốt cuộc các cái lợi là chỉ có nó mới có lợi thôi. Nó không tốn một giọt mồ hôi, chỉ ngồi đó mà hưởng lợi ở trên những cái thân xác. Đây là tôi muốn nhấn mạnh rõ ràng là thân xác của những người phụ nữ. Cái đó khi mà tôi coi tờ báo tôi, trời đất ơi, cái chuyện này là cái chuyện nó lâu lắm rồi, nó xưa rồi. Nhưng mà tôi ngạc nhiên có cái là thấy những anh chị em ở bên Facebook, thứ nhất là anh chị em Facebook ở bên Việt Nam, họ cứ viết là trách, cứ nói là đây là mấy người này ham giàu, những cô gái này ham giàu, không có chịu làm lao động, nói theo cái kiểu Việt Cộng đó quý vị. Nói thật á, đây là cái kiểu Việt Cộng mà nó nhồi sọ những cái người này. Cứ nói những cái cô này ham giàu, không muốn làm việc, không muốn đụng móng tay, chỉ thích, nói xin lỗi, thích là không làm gì hết mà có tiền, là chỉ có cái nghề đó. Họ còn buộc tội như vậy. Nhưng mà tôi có viết, tôi nói xin lỗi, đừng có vội đó. Nhưng mà trước hết á, dạ,
trước hết là phải suy nghĩ cái căn bệnh nó do đâu mà ra. Trước hết là phải do đâu mà ra. Cái xã hội nó thối nát. Cái xã hội mà bây giờ có bệnh đi vô trong nhà thương bây giờ cũng phải hỏi tiền đâu trước. Xã hội mà đi đâu cũng phải là tiền. Xã hội đi đâu cũng nhìn cái bề ngoài. Xã hội mà đi đâu không tình, không nghĩa, vô tâm, vô... Nó không còn cái gì nữa. Một cái xã hội nó thối nát. Ở trên thì bắt chẹt dưới, dưới tất cả những cái xã hội đó thì thưa quý vị, hỏi làm sao? Làm sao cái xã hội đó mà có thể mà có những người lo cho những người dân được? Thì những người dân đây là tôi nói về cái vấn đề phạm vi của những phụ nữ đó. Thì họ bây giờ muốn có thay đổi cái cuộc đời, muốn có một cái sự tự do thì bắt buộc họ phải chỉ có một cái con đường mà dùng cái của vốn trời cho thôi. Có lẽ đương nhiên, nhưng mà cái nguyên do, cái nguyên lý mà do ra cái căn bệnh này là cái Đảng Cộng sản Việt Nam, chính nó tạo ra. Chính nó mới tạo ra những cái vấn đề này chứ không có ai hết á. Không phải ông A bà B hay là không có vì một cái lý do gì cả. Còn cái lý do mà nói rằng những cái người mà tôi thấy bên Facebook bên Việt Nam cứ buộc tội những người này làm mất mặt người phụ nữ. Nếu mà sợ mất mặt vậy đó, quý vị tôi nói thật cùng có một cái phương pháp rất là dễ dàng. Hãy dẹp bỏ cái Đảng Cộng sản đi thì quý vị sẽ thấy không còn những cái vấn đề mà những phụ nữ đi ra nước ngoài để lấy chồng ở nước ngoài nữa. Hay là làm đi ra ngoài để bán thân nuôi miệng nữa, không, sẽ không còn nữa. Khi đất nước không còn những cái tên mà kêu bằng côn đồ mà giật nhà, giật cửa của người ta, chặn đầu chặn đường, hối lộ từ cái củ khoai cho tới cái trứng hồng dịch. Những cái con người mà bất nhân bất nhẫn như vậy, khi những con người đó còn thì người dân nó còn sẽ đi. Cái đất nước là này là nó đã còn như vậy thì quý vị làm sao? Đó là tôi nói về cái vấn đề những cái cô đó. Những cái cô này á, thì thưa quý vị, bị nằm ở trong cái trường hợp đó không à. Toàn là những người bị nằm ở trong cái trường hợp đó, thành ra họ buộc lòng. Họ phải cắn răng, chứ không ai vui sướng gì nói là đi bán dâm mà vui sướng. Ai mà nói là đi bán thân nuôi miệng là vui sướng thì tôi nghĩ là cái người đó không có thực tế mấy. Phải nói rằng họ phải cắn răng mà nhắm mắt cho cái cuộc đời nó đi tới đâu thì đi. Nhưng mà họ cũng đâu có yên quý vị. Họ cũng phải bị một đám ma cô Đảng Cộng sản nữa. Ở hải ngoại đây có đám ma cô Cộng sản nó nhiều lắm chứ. Chúng nó lại bắt chẹt những người dân này, những người phụ nữ này. Đây tôi chưa nói về đàn ông nha, tôi nói về đàn bà thôi đó. Nó lập ra. Rồi quý vị nên nhớ rằng nè, những cái người phụ nữ đây nè, các anh chị em nghĩ giùm tôi coi, làm sao mà đi vào ở qua đi bên Hàn Quốc mà làm được ở trong những cái chỗ mà kêu bằng phòng đấm bóp mà đó. Cái phòng đấm bóp đó là lại là của mấy cái thằng Việt Cộng nữa. Quý vị thấy chưa, cái đường dây nó từ ở ngoài nó tới vô ở trong nước, nó có sự liên kết với nhau giữa Việt Cộng với Việt Cộng. Tao mở ra sẵn ở đây, mày đưa người qua để cho mà chúng nó làm việc rồi chúng ta là được hưởng lợi. Quý vị thấy có đau không? Đau không quý vị? Bởi vậy xin các anh chị em ở bên Facebook đó, khi các anh chị em thấy cái vấn đề này thì tôi nói thiệt cùng các anh chị em đó, nên nhắm thẳng vào cái mục tiêu là cái thằng Cộng sản nó đang làm để mà nó giết người dân. Chính nó mới là thủ phạm. Còn những cô gái này là nạn nhân thôi thưa quý vị. Những cô gái này là những nạn nhân, chứ không phải thủ phạm. Làm quý vị mất mặt hay là quý vị hổ danh rồi này nọ, mà chính là những cái mà Đảng Cộng sản nó là cái tên thủ phạm,
thủ phạm đầu tiên và độc ác đã đưa những cái cô gái nào vào cái con đường đó? Ai có thể đem được á phiện, ai có thể đem được ma túy, ai có thể đi buôn lậu được? Quý vị nói cho tôi nghe coi, hãy thật tình mà nói đi. Tại sao có những quý vị ở tại Việt Nam mà quý vị lại sợ, không dám nói ra thẳng? Tôi nói quý vị hãy can đảm lên mà nhìn cái sự thật là cái đảng cộng sản đó nó đang phá hoại quê hương của đất nước của Việt Nam của chúng ta, mà quý vị không nói, quý vị cứ trách cái ngọn không, mà quý vị không có nhìn cái gốc thì muôn đời muôn kiếp cái gốc nó vẫn còn, và sự ác này nó vẫn còn tiếp tục hoài. Cái sự ác này nó sẽ tiếp tục mãi, khi mà quý vị cứ nhìn cái ngọn để mà đoán xét sự việc. Cái gốc này nó đã thối nát rồi quý vị. Xin hãy suy nghĩ lại trước khi mà buộc tội quá nặng cho những cái cô gái này. Nhìn vào những cái thân phận của các cô gái này, quý vị hãy lấy một cái ví dụ đơn giản nhất là tôi nói rằng ở trên thế gian này không ai vui sướng gì mà làm nghề bán trôn nuôi miệng đâu. Không ai vui sướng gì làm nghề đó đâu thưa quý vị. Làm nghề mà lấy cái vốn trời cho ra để mà làm thì thưa quý vị, đó là vì họ không còn một cái phương cách nào hết. Quý vị nên nhớ vậy này. Không còn một cái phương cách nào khác hết để có thể cứu vãn được cái đời họ. Họ chỉ đi vào cái bước cuối cùng nữa mà thôi. Mà bước cuối cùng nó, thưa các anh chị, đảng Cộng sản nó đã lợi dụng. Chính nó đã bày mưu cho các, bày thế cho các cái cô này từ ở trong nước đi ra hải ngoại và đi vào những cái con đường mà chúng nó đã tạo sẵn. Chủ của những cái quán mà, những cái tiệm mà đấm bóp đó là của tụi nó không? Cha con tụi nó không? Không có con mẹ cán bộ này thì cũng có thằng cán bộ kia, cũng đảng viên, toàn là cha con thứ nó không? Là chính là tụi nó lại nuôi, đúng là đảng nuôi em út. Đảng giống như nói cho đúng ra, nói cho rõ nghĩa hơn nữa là đảng là ma cô. Cái đảng cộng sản là cái đám ma cô thưa quý vị, từ thằng trên cho tới thằng dưới. Thằng nào cũng vậy hết. Sống trên xương máu của đồng bào, sống trên xương máu của dân tộc Việt Nam, sống trên xương máu của hết tất cả mọi người. Ngày nay chúng nó còn sống ở trên cái sự mà bán trôn nuôi miệng của bán trôn của các chị em phụ nữ mà khi họ thất thế. Chúng nó lập ra những cái đảng gì, tòa đại sứ gì đó để bảo vệ về công lý. À, bảo vệ công lý, mỗi một tháng lấy bao nhiêu tiền của những chị em phụ nữ và luôn cả tất cả những nam công nhân. Đó, nói bảo vệ công lý, lấy tiền của người ta. Mà khi người ta có chuyện là chịu thua, nó làm lơ. Nó nói. Dạ, cái này đảng cộng sản là khủng bố thì tại vì nó khủng bố nên cho nên người nhiều người người ta phải phải bắt buộc người ta phải có một cái phản ứng. Nhưng mà tóm trở lại đó, thưa các anh chị, khi mà tôi đọc nó, bởi vì tôi thấy cái sự phản ứng của những người phần đại đa số Facebook ở trong ở bên Việt Nam, cái họ chia sẻ với một cách quá nặng và họ buộc tội. Theo con mắt tôi nhìn đó thì nó không có đúng, họ buộc tội cái ngọn mà họ không buộc tội cái gốc. Mình phải nhìn cái gốc mới được. Bây giờ mình muốn muốn triệt từ cái gốc này thì phải không còn đảng cộng sản mới được. Vì đây đảng cộng sản đây là đảng độc tài, đảng trị thưa quý vị. Cha con nó cùng nhau để mà ngồi ở trên đầu trên cổ nhân dân và nó làm đủ thứ trò hết, quý vị thấy không? Đây là cái mà tôi muốn nhắc nhở cùng các anh chị em
Thứ nhất là những anh chị em ở tại bên Việt Nam. Các chị mà ở trong, tôi sẽ ráng liên lạc với các chị khác. Nếu mà đang ở hải ngoại, nếu mà gặp ở trong những cái trường hợp này, tôi xin các anh chị đó cứ tự nhiên cho biết ở trên Facebook đi. Tôi sẽ mời nếu mà mình đối thoại để mà nói chuyện với nhau, với nhiều người nghe, không phải riêng một mình tôi, với nhiều người cùng nghe để phổ biến về những cái độc ác của Đảng Cộng sản. Mong các anh chị ở trong đất nước nên làm ơn suy nghĩ giùm và hãy thương hại những cái cô này. Không ai vui sướng gì đâu. Nói tóm lại không ai vui sướng gì đâu. Mong rằng các anh chị nên nhớ lại dùm cái điều đó. Tôi xin cảm ơn và chắc là cũng có nhiều người sẽ chia sẻ. Các bạn ở bên Facebook cứ nếu có cái gì cứ viết không sao đâu. Còn cái nhóm bên kia thì cứ để đó. Dạ có anh Trọng Nhân. Mến chào anh Hoàng Trọng Minh nha. Nếu anh Hoàng Trọng Minh có thể cùng nhau mà chúng ta đang tôi đang đưa chia sẻ cái đề tài mà qua cái bài báo mà đã đăng ở trên Facebook nói về một nhóm của mười mấy cô gái bị bắt ở bên đại hàng và trong cái dưới cái hình cái gì đó cái phòng mà đấm bóp mà nói là mại dâm trá hình vân 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 đó. Nếu quý vị có hứng thú để chia sẻ đề tài này thì mời quý vị cứ giơ tay. Tất cả quý vị đang lời của quý vị chia sẻ là nó đang trực tiếp qua bên nhiều người cùng nghe. Xin cảm ơn và xin mời anh Trọng Nhân. Anh đã chuẩn bị sẵn rồi chưa? Anh đánh số 1 nha. Tại vì từ trước khi tôi thả mic thì để cho nó không có bị cái âm thanh nó bị ngắt khoảng đó. Dạ, xin mời anh Trọng Nhân. Xin nói thưa cùng các anh chị ở bên Facebook, đây là một người khác, một 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 người cũng có tuổi rồi. Dạ, xin mời các anh chị cùng lắng nghe. Xin mời anh Trọng Nhân ạ. Dạ, Trọng Nhân xin cảm ơn anh lính già nha, anh Hai Lúa Vĩnh Long nha. Và Trọng Nhân cũng xin nếu mà có liên lạc qua bên Facebook thì Trọng Nhân cũng gửi lời chào quý vị chatter bên Facebook. Thì xin hỏi trước hết thì xin hỏi tiếng của Trọng Nhân có đến diễn đàn được không ạ? Dạ, thưa quý anh chị. Lỗi quý anh chị thì Trọng Nhân cũng vẫn còn cảm thành cái tiếng nói nó không được trong lắm thì cũng mong rằng quý anh chị tha thứ cho. Nhưng mà vì định nghe thôi mà nghe anh đưa ra xã hội và rất là thời sự là cái việc các cô gái làm những cái công việc là mại dâm ở ở nước ngoài mà đã bị những cái nước sở tại đó người ta bắt, thì anh Hai Lúa Vĩnh Long cũng có đưa lên đặt cái vấn đề rằng tại sao có cái thực trạng này, tại sao có những cái thực trạng cô gái đi ra ngoài mà mãi làm những cái công việc mà làm cho cái dân tộc Việt Nam có thể gọi là bị cặp mắt nhìn của thế giới nó không được tốt đẹp lắm. Rồi anh Hai Lúa Vĩnh Long cũng có đặt ra cái câu hỏi rằng ai có cái khả năng và có cái quyền hạn để đưa những người này ra khỏi nước. Và anh Hai Lúa Vĩnh Long cũng đã có cái kết luận là không phải tự họ vì cái vấn đề mưu sinh hay là từ cái vấn đề muốn có thêm tiền, muốn làm giàu mà đi được, mà phải qua cái sự kiểm soát của thằng Cộng sản đang cai trị trong đất nước. Bởi vì nguyên chính các cô ấy không thể tự mà đi được, mà phải có một cái tổ chức, mà cái tổ chức đó
nó không phải là một một người hay là hai người mà cả là một cái tổ chức lớn, thì dĩ nhiên đối với cộng sản á, thì mình nói lớn một tiếng là nó cũng nghe, chứ đừng có nói rằng cái hành động mà lớn như vậy, một cái tổ chức lớn như vậy mà cộng sản nó không biết. Nó phải biết, và nếu nó biết mà nó thực hiện được, tức là nó sự bao che trong đó. Đấy là cái đại ý của anh Hải Lúa Vĩnh Long vừa trình bày với lại quý anh chị em ở trên Bao Thoát cũng như là trên cái thông tin Facebook. Thì ở đây á, thì Trọng Nhân cũng xin chia sẻ thêm, góp ý thêm, khai triển thêm cái ý của anh Hải Lúa Vĩnh Long thôi. Thì thưa quý anh chị, nếu mà quý anh chị bây giờ nhìn vào cái thế giới ngày hôm nay á, quý anh chị thấy rằng các cái quốc gia nghèo á, thì tất cả đều thực hiện và cố gắng đạt cái mục tiêu là phát triển, đưa cái đất nước của mình lên cao hơn. Mà trong đó Việt Nam dưới sự cai trị của cộng sản cũng nằm ở trong cái diện đó. Nhưng mà quý anh chị em nhìn thử, nhìn thấy cái đất nước Việt Nam của mình á, dưới sự cai trị của cộng sản Việt Nam á, với cái danh xưng rằng là kinh tế thị trường, nhưng mà kèm theo cái đuôi đó là theo cái định hướng xã hội chủ nghĩa đó. Nếu tính từ miền Bắc thì trên 72 năm, nếu tính riêng ở miền Nam là trên 43 năm. Như vậy thì cái tình trạng hiện nay á, ở đất nước Việt Nam nó là như thế nào? Thì quý anh chị em nhìn thấy rõ ràng thực trạng của Việt Nam bây giờ đó, nếu so về vấn đề kinh tế, về xã hội á, thì có giỏi lắm á, thì ngang hàng với lại Campuchia hoặc là Lào thôi, chứ còn thua xa ở các nước Phi Châu. Như vậy thì cái lỗi đó và cái nguyên nhân chính của nó chính là cái chế độ Cộng sản Việt Nam toàn trị hiện nay, đang cai trị đất nước Việt Nam với cái phương cách là súng, đạn và luật theo ý của Cộng sản. Từ đó, quý anh chị thử đặt cái vấn đề ra rằng, như vậy thì có phải đất nước Việt Nam của mình là cái người dân của mình đó, nó yếu kém hoặc là nó thiếu thông minh hay không? Hay là quý anh chị nhìn lại tự đặt hỏi rằng đất nước Việt Nam của mình có thiếu tài nguyên, có thiếu tài nguyên không? Nhưng mà thưa quý anh chị, dân tộc Việt Nam nó không có phải phải công nhận rồi. Hiện nay nếu mà mình tính ra đó, cái số mà cái người Việt tị nạn cộng sản ra nước ngoài đó ngày hôm nay, thì á, cái dân tộc Việt Nam chứng tỏ rằng không phải thiếu thông minh, vì kể cả người trong nước cũng vậy, chứ không phải là chỉ người hải ngoại. Mà cái sự thực tế chứng minh là do cái sự cai trị theo cái chính sách độc tài toàn trị của Cộng sản Việt Nam. Nói đến đây thì Trọng Nhân muốn đưa ra cái chứng minh cụ thể để quý anh chị em thấy được. Vào thời điểm trước 30 tháng 4 năm 75, đất nước Việt Nam còn chia đôi Nam Bắc, và do cái sự gây ra chiến tranh của miền Bắc cộng sản. Thế mà cái tình trạng lúc bây giờ, cái người dân của mình á, họ có thiếu ăn hay không, họ có thiếu chăm sóc về y tế hay không,
hay là họ được giáo dục một cách tốt đẹp hay không. Thì đấy, quý anh chị em sẽ nhìn về trước ngày 30 tháng 4 năm 75, để rồi hiện tại quý anh chị nhìn với cái tình trạng hiện tại, dân tộc Việt Nam của mình có thiếu ăn hay không? Dân có thiếu ăn hay không? Có được về sức khỏe thì quý anh chị dước một cặp mắt qua những cái nhà thương, thấy những cái nhà thương mà một giường hai em phải nằm, hai người phải nằm, rồi dưới đất ngoài sân những người đi nuôi thân nhân phải nằm lăn lóc màn trời chiếu đất đó, thì quý anh chị em nhìn thấy rõ cái thực trạng và so sánh được cái thực trạng xã hội trước 30 tháng 4 năm 75, mặc dầu ở trong cái tình trạng chiến tranh, thế mà không có cái trường hợp của miền Nam Việt Nam, không có trường hợp đó xảy ra. Thế mà ngày hôm nay với cái xã hội nó tệ hại đến mức độ đó, và cái tình trạng nghèo khổ của người dân Việt Nam sống hiện nay bây giờ ở trong nước á, cái đó quý anh chị em nhìn kỹ và khẳng định một điều là do cái sự cai trị của Cộng sản Việt Nam, cái đường lối cai trị và tạo cho cái người dân có một cuộc sống khốn đốn như vậy đó, nhằm cái mục đích gì? Chỉ có duy nhất một cái mục đích là Cộng sản Việt Nam muốn cai trị, giữ cái quyền độc tôn cai trị cái đất nước Việt Nam, thành ra để cho người dân không còn phải chịu tất cả những cái cảnh tệ hại của xã hội, của văn hóa, để rồi dễ dàng cai trị cái đất nước Việt Nam mà thôi. Như vậy thì mình thấy cái tình trạng như vậy thì quý anh chị em thử đặt lại cái vấn đề đất nước Việt Nam nó hoàn toàn thiếu tất cả những cái quyền, người dân đó thiếu tất cả những cái quyền đáng được hưởng, tức là những cái quyền tự do căn bản của con người, từ tôn giáo, từ xã hội, từ báo chí này nọ, thiếu hoàn toàn như vậy thì do cái tự tại đâu mà có? Đó là do Cộng sản Việt Nam nó không để cho người dân được hưởng cái quyền đó, là bởi vì nó muốn cai trị, nó muốn người dân trở thành lệ thuộc vào nó hoàn toàn, lệ thuộc vào cái sắc lệnh của nó, vào lệ thuộc vào những cái sự cai trị độc tài của nó, để làm gì? Để nó cai trị, nó nắm đầu cái đất nước Việt Nam của mình. Như vậy thì muốn giải quyết cái việc này, muốn giải quyết cái tình trạng mà những cái cô gái được đưa ra ngoài để làm, mà anh Hai Lúa Vĩnh Long hồi nãy nói đó, dùng cái danh từ đó là bán chôn nuôi miệng đó, và làm cho những cái người phụ nữ đó mất đi tất cả những cái danh dự của một con người phụ nữ Việt Nam riêng của các cô đó, mà kể cả một cái dân tộc Việt Nam. Rồi á, tránh cái trường hợp những cái hoàn cảnh mà thay vì đất nước gọi là phát triển kinh tế, thế mà tại sao cái người thanh niên trong cái tuổi lao động họ không ở nhà để họ lao động, để họ sống ở gần gia đình, để xây dựng đất nước, mà lại đem cả ngàn này ngàn kia những cái nguồn nhân lực đó đi ra nước ngoài để mà đi làm nhân công nước ngoài? Cái đó là không phải là cái cai
Thưa quý anh chị, như vậy thì cái câu hỏi mình đặt ra rằng muốn thoát đi những cái cảnh này, muốn không có những cái cảnh này xảy ra trong đất nước Việt Nam hay là cho cái người dân tộc Việt Nam, thì chúng ta làm cái gì? Chỉ có một điều duy nhất thôi, tức là phải loại bỏ sự hiện diện của Cộng sản Việt Nam hiện nay đang cai trị đất nước Việt Nam, và loại bỏ đi cái chế độ toàn trị Cộng sản đang độc quyền cai trị đất nước Việt Nam. Đấy thưa quý ông bà anh chị em, đây là những cái lời tâm huyết mà Trọng Nhân muốn gửi đến quý anh chị, nhất là những anh em trẻ nằm ở trên cái Facebook. Đây là căn bản của một con người dưới cái sự cai trị của Cộng sản Việt Nam thì chúng ta phải làm gì? Phải làm gì? Đó là cái câu hỏi mà chính các bạn là những người trả lời câu hỏi đó, và chính các bạn là người để giải quyết cái vấn nạn của cái đất nước Việt Nam hiện nay. Có nghĩa rằng muốn đạt được tất cả những cái quyền tự do căn bản đó thì chính các bạn phải vấn thân vào đấu tranh cho cái tự do chính trị. Khi mà đặt đến cái tự do, đấu tranh cho tự do chính trị có nghĩa là xấu, bởi vì các bạn nghĩ rằng bởi vì cái suy nghĩ này của các bạn là do Cộng sản nó truyền đạt, nó ngậm nhấm từ từ để các bạn có một cái suy nghĩ đó. Các bạn cho rằng á, nếu đấu tranh về chính trị á, là một người ác, là một kẻ ác, vì á, quan niệm rằng làm chính trị thì phải gian manh thủ đoạn, thành ra nếu mà làm chính trị mà gian manh thủ đoạn á thì phải là cái người ác rồi. Thành ra đó các bạn thì không bao giờ nghĩ tới là mình phải muốn giải quyết cái vấn đề, muốn thực hiện cái cuộc những cái quyền tự do căn bản là phải tham dự đấu tranh vào tự do chính trị xấu. Mà đấu tranh chính trị tự do đó nó nhằm cái mục đích để làm gì? Bởi vì để loại đi cái chế độ Cộng sản. Bởi vì nếu là Đảng Cộng sản thì không bao giờ, các bạn nhớ rằng Đảng Cộng sản Việt Nam bây giờ không bao giờ nó tự động bỏ cái vai trò lãnh đạo độc tài của và độc tôn của nó ở trong đất nước Việt Nam. Cộng sản bao giờ không bao giờ từ bỏ. Và cái điểm thứ hai là Đảng Cộng sản Việt Nam không bao giờ tự động tạo lập cái dân chủ cả. Cái điểm thứ ba mà muốn, nếu anh em chúng ta, nếu các bạn mà muốn thằng Cộng sản Việt Nam phải thực hiện những cái điều căn bản, quyền tự do căn bản của con người Việt Nam, thì phải điều kiện bắt buộc là phải loại đi cái chế độ Cộng sản đó. Mà muốn loại bỏ cái chế độ Cộng sản đó với cái khả năng hiện nay
của người dân trong nước và cái khả năng bao trùm của Cộng sản Việt Nam hiện nay, thì chỉ còn có cái phương cách duy nhất, tức là các bạn, quý ông, quý bà và quý cách mạng toàn dân để lật đổ chế độ cộng sản đó. Đó là một cái vũ khí duy nhất và mạnh nhất đối với người dân hiện nay, nếu muốn bản thân mình có được những cái tự do căn bản của một con người, nếu muốn cái quốc gia Việt Nam, cái tổ quốc Việt Nam lớn mạnh, đứng song hành với lại những cái quốc gia lân cận hoặc là trên thế giới, thì chỉ có con đường duy nhất dân đó. Nếu mà chúng ta cứ giữ một cái hình thức từ trước cho tới bây giờ mà các bạn, quý ông bà anh chị em ở trong nước cũng như một số người ở hải ngoại đấu tranh theo kiểu đòi hỏi cộng sản á, thì quý anh chị em quên đi. Trọng Nhân xin lặp lại, nếu mà quý anh chị em, các bạn mà muốn cứu đất nước Việt Nam, muốn đưa đất nước Việt Nam ngang hàng với lại các nước lân cận hoặc là trên thế giới, thì á, quý anh chị em mình chỉ có thực hiện một cuộc cách mạng toàn dân. Mà cái cuộc cách mạng toàn dân đó không phải là cuộc cách mạng đòi hỏi cộng sản phải cho cái này, phải cho cái kia. Không có cái việc đó. Bởi vì nếu quý anh chị em còn quan niệm đó, thì quý anh chị em có một cái sự thật rõ ràng là quý anh chị em chưa nhìn ra được cái bản chất thực sự của thằng cộng sản. Cái điểm thứ hai á, bên cạnh đó, nó còn có một số người nhìn cái tình hình Việt Nam, nhìn cái xã hội Việt Nam, nhìn cái tương lai Việt Nam, với một cái thái độ rất là bàng quan. Mà với cái thái độ bàng quan như vậy đó, chứng tỏ được các bạn cũng như là quý ông bà anh chị em ở trong nước cũng như hải ngoại lộ ra cái tâm trí của mình, cái tâm trạng của mình hoàn toàn bất lực, yếu kém trước cái sự cai trị của Cộng sản Việt Nam, mà chính bản thân mình không dám thừa nhận. Thành ra tóm lại, Trọng Nhân muốn xin chia sẻ qua cái gợi ý của anh Hai Lúa Vĩnh Long về cái vấn đề tình trạng xã hội con người của Việt Nam hiện nay đối với lại thế giới nhìn về con người Việt Nam của chúng ta. Nếu mà chúng ta đã xác định và dứt khoát rằng chúng ta đấu tranh, chúng ta đưa ra những cái nhận định, những cái ý kiến để tranh đấu cho một cái sự tự do nhân quyền. Vì nếu thực hiện cái quyền đó, nếu muốn thực hiện cái quyền tự do dân chủ căn bản của một con người á, thì
chúng ta phải dứt khoát và quyết tâm thực hiện một cái công cuộc cách mạng toàn dân để loại bỏ đi cái chế độ cộng sản hiện cai trị hiện nay, thì cái lúc đó chúng ta mới giải quyết được tất cả mọi thứ, giải quyết được đối với ngoại giao, đối với cái sự toàn vẹn lãnh thổ, cũng như là đối với lại cái chủ quyền của một quốc gia. Và với một cái chính phủ tự do dân chủ, không phải là cái chế độ cộng sản toàn quyền ác độc đó, thì người dân Việt Nam mới được thay đổi, xứng đáng là một con người, và một con người sống trong một cái xã hội đầy đủ văn hóa, đầy đủ cái đạo đức, chứ không giống như là hiện tại. Bởi nếu mà cái con dân Việt Nam ở trong dưới bất cứ cái trường hợp nào của đất nước Việt Nam từ xưa cho tới bây giờ, chưa bao giờ xảy ra cái tình trạng hiện nay như bây giờ dưới cái chế độ cai trị của Cộng sản Việt Nam trong cai trị mấy mươi năm nay. Đó là cái lời mà Trọng Nhân xin góp ý, cũng như là kêu gọi tất cả mọi người, nhất là những bạn trẻ, nhất là những cái người mà có nhiệt tâm hơn và có một cái suy nghĩ chưa thấy đúng hơn, mà mình kết tội cho một số người đau thương phải chịu cái cảnh đó như các cô mà anh Hai Lúa Vĩnh Long vừa nêu lên, mà phải nhìn thấu ra cái sự thực của cái cội nguồn của nó là do đâu, và cái cuối cùng kết luận đó là do cái sự lãnh đạo của Cộng sản Việt Nam cai trị đất nước Việt Nam ngày hôm nay. Và với cái mục tiêu của họ, sở dĩ có xảy ra cái trường hợp đó là bởi vì họ không phải cai trị cái đất nước Việt Nam với cái ý mong muốn là nâng cao con người và bảo vệ cái tổ quốc Việt Nam, mà họ chỉ muốn giữ cái ngôi vị độc tôn cai trị của họ, và họ chỉ giữ muốn làm sao mà họ có luôn luôn giữ được cái thế mà cai trị, để gồm thâu tất cả những cái tài nguyên quốc gia đem dưng cho nước ngoài, hoặc là bỏ vào túi riêng của họ. Mà nếu một cái chính phủ như vậy, thì quý ông bà anh chị em và các bạn nghĩ rằng họ có đáng để tiếp tục cai trị cái đất nước Việt Nam của mình hay không? Đó là cái lời mà Trọng Nhân xin gửi đến cùng quý anh chị em, cũng như là những bạn trẻ ở bên Facebook. Xin cảm ơn quý anh chị em đã lắng nghe cái phần phát biểu của Trọng Nhân, và Trọng Nhân xin gửi mít lời cho anh Hai Lúa Vĩnh Long. Thành thực cảm ơn anh. Dạ, xin thành thật cảm ơn anh Trọng Nhân rất là nhiều qua sự chia sẻ của anh. Dạ, Hai Lúa xin mến chào hết tất cả quý ông bà anh chị em ở trong diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam bên Pol Pot, và các anh chị em ở bên Facebook Người Lính Già. Hy vọng rằng các anh chị em đã nghe những lời chia sẻ của anh Trọng Nhân để mà thấu hiểu thêm cái tình trạng, và xin nên suy nghĩ về những cái đề buộc tội của những nạn nhân là những phụ nữ tay yếu chân mềm này. Họ cũng là nạn nhân của Đảng Cộng sản mà thôi. Xin thành thật cảm ơn. Và hồi nãy giờ là chúng ta đã nói chuyện hơn 1 tiếng 5 phút rồi, thưa các anh chị. Tôi xin tạm ngưng cái chương trình này ở đây, và xin hứa cùng các anh chị là thỉnh thoảng anh Trọng Nhân hay là các anh chị khác nếu có những cái đề tài gì muốn cần mà để mà trực tiếp qua bên Facebook á, thì anh chị em cứ cho biết trước
10 phút rồi chúng ta sẽ làm những cái chương trình kết nối với những người bạn trẻ ở trong nước để cùng nhau mà chia sẻ những cái vấn đề tệ nạn của xã hội và nhất là vấn đề chính trị hiện tại ngày hôm nay. Và xin thành thật cảm ơn anh Trọng Nhân, cảm ơn cả quý vị đã lắng nghe. Cảm ơn các bạn ở bên Facebook và tạm thời tôi xin ngưng cái chương trình.